Carmelo Anthony, cái tên chẳng còn xa lạ với người hâm mộ NBA, anh chính là mục tiêu hàng đầu của LA Lakers sau khi hoàn tất bộ ba gồm LeBron James, Anthony Davis và Russell Westbrook. Với vị thế của một All-Star kỳ cựu, anh sẵn sàng chấp nhận giảm lương vì chức vô địch còn thiếu. Trong bối cảnh nửa vàng tím chưa thật sự có đầy đủ đội hình do bị cơn bão chấn thương quét qua, sẽ không quá lời khi nói rằng lão tướng Carmelo Anthony lúc này là cầu thủ vệ tinh đáng tin cậy nhất của đội chủ sân Staples Center. Carmelo Anthony trong đội hình của Los Angeles Lakers đóng vai trò như con bài dự bị chiến lược. Lão tướng 37 tuổi sẽ dẫn dắt hàng ghế dự bị và sẵn sàng trở thành ngòi nổ tấn công bất kỳ lúc nào với đội hình chính cần được nghỉ ngơi hoặc chơi không vào tay. Sự gia nhập của Carmelo đã giúp Lakers khắc phục được điểm yếu lớn nhất trước đây khi họ không có được một tay ném xa ổn định. Cái hay của Melo đó là dù xuất phát từ ghế dự bị và thi đấu trung bình chưa tới 30 phút, thế nhưng đến thời điểm hiện tại qua 9 game đấu, anh đã có số điểm trung bình lên đến 17, đi kèm là hơn 50% hiệu suất trong những cú ném ngoài vòng bán nguyệt. Hiệu suất này là thành tích cao nhất mà Melo đạt được trong sự nghiệp của mình. Cần nhớ rằng cựu tiền phong của Portland không phải người có số lần ném 3 nhiều nhất Lakers, anh chỉ có 6,4 tình huống ra tay mỗi trận. Người ném 3 nhiều nhất là LeBron James. Tuy nhiên về độ hiệu quả thì đúng là Melo là số 1 tại Lakers lúc này. Tất nhiên là không tính hiệu suất 100% của Dwight Howard, bởi trung vong này chỉ có một cú ném trong mùa giải năm nay. Chẳng những thế, dường như bản năng săn bàn ở những phút giây quan trọng luôn nằm trong DNA của cầu thủ sinh năm 1984, điển hình như trận đấu hôm qua với Oklahoma City Thunder. Tiền phong có 10 lần tham dự All-Star, sở hữu hai tình huống ném xa cực chuẩn xác để níu giữ chút chiến thắng ở lại Staples Center trước khi Russell Westbrook một lần nữa muốn tri ân đội bóng cũ. Melo có 21 điểm, cao thứ 3 toàn đội với hiệu suất ném xa rất ấn tượng, 5 trên 10 tình huống. Anh làm tất cả với chỉ trong gần 32 phút có mặt ở trên sân. Khá đáng tiếc khi những nỗ lực của Anthony chưa thể mang lại chiến thắng cho Lakers như cách mà anh đã làm ở trận đấu với Memphis Grizzlies và Houston Rockets. Thế nhưng nhìn vào những gì mà Melo trình diễn xuyên suốt từ đầu mùa đến nay, hẳn ai cũng phải gật gù, đúng là gừng càng già thì càng cay. Không chỉ cực cháy, ngoài vạch 3 điểm, sở trường của Melo là những cú giáp step thương hiệu và những cú ném trung bình không hề bị mai một. Điều này biến thế trận tấn công của Lakers đa dạng vô cùng. Có Melo trên sân, không gian trên sân của nửa vàng tím có thể co giãn cách hợp lý. Đừng quên vài ngày trước, lão tướng này đã vượt qua Moses Malone để trở thành cầu thủ đứng thứ 9 trong danh sách ghi điểm mọi thời đại. Thế nên các tay phòng ngự phía đội bạn chẳng thể nào lơ là được. Nếu giữ vững phong độ như hiện tại, danh hiệu dự bị xuất sắc nhất năm có lẽ khó lòng lọt khỏi tay lão tướng 37 tuổi này. Ở năm thứ 19 của mình tại NBA, Carmelo Anthony có lần đầu tiên đứng trong một đội hình đủ sức cạnh tranh trước vô địch, điều mà trước giờ anh chưa từng được nếm trải. Anthony từng là nhà vô địch NCAA với Syracuse, có 10 lần vào All-Star, từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu All-Star NBA và có 3 huy chương vàng Olympic. Nhưng trong bộ danh hiệu của Melo vẫn còn thiếu một chiếc nhẫn danh giá nhất thế giới bóng rổ. Tôi đã vô địch nhiều cấp độ, nhưng thứ duy nhất tôi chưa đạt được đó là cúp vô địch NBA. Lão tướng này chia sẻ trên một kênh postcard. Nhìn phong thái lão tướng này thi đấu, độ mãn nhãn mỗi khi anh lên dáng ném và cách anh thể hiện khao khát chiến thắng ở trên sân, người hâm mộ bất giác tự hỏi tại sao Carmelo Anthony lại bị các đội bóng quay lưng suốt gần một năm trời cơ chứ. Thực tế các đội bóng không lo sợ về khả năng thi đấu của anh. Trái lại, nhiều câu lạc bộ còn rất thèm muốn có được một mẫu cầu thủ như Melo trong đội hình. Lương ít nhưng chất lượng miễn chê. Điều khiến họ ngần ngại tiếp cận với tiền phong 37 tuổi đó là cái tôi quá lớn của một người đã từng là ngôi sao tại hai đội bóng lớn. Còn nhớ vào mùa giải 2017-2018, Melo thi đấu cho Oklahoma City Thunder và ra sân 78 trận ở đội hình xuất phát. Kết quả, OKC bị loại ngay từ vòng 1 playoff, còn Melo thì có mùa giải buồn nhất sự nghiệp. Anh luôn bỡn cợt về việc anh sẽ phải ngồi dự bị và nổi tiếng nhất là câu trả lời phóng viên khi được hỏi liệu Melo sẵn sàng vào sân từ băng ghế dự bị không. Và anh đã trả lời rằng, ai cơ? Tôi á? Chính câu nói này đã làm mất điểm của Melo trong mắt các đội bóng khác. Mùa giải sau đó, anh chỉ thi đấu 10 trận cho Houston Rockets trước khi bị thanh lý hợp đồng và rơi vào cảnh thất nghiệp như đã đề cập ở trên. Rất may, Portland Trail Blazers đã kéo cả sự nghiệp của Carmelo Anthony ra khỏi chốt lặng ấy. Rip City đã chào đón lão tướng này và giúp Carmelo trải qua hai mùa giải vô cùng đặc biệt. Thi đấu bên cạnh hai tay ném hàng đầu là Damian Lillard và CJ McCollum, Melo là sự hỗ trợ đắc lực từ băng ghế dự bị. Với trung bình 14,3 điểm trong hai mùa giải, Anthony là một mũi tấn công từ xa đáng tin cậy của Blazers. Sự già dặn và kinh nghiệm của cầu thủ từng 10 lần tham dự All-Star đã giúp ích rất nhiều cho đội bóng này ở vòng playoff và giảm tải áp lực thi đấu cho các ngôi sao. Cũng tại thành phố Hoa Hồng, anh biết cách chấp nhận vai trò của mình và dần quen với nó, đem tinh thần ấy đến với Staples Center. Melo thể hiện quyết tâm thực hiện hóa giấc mơ vô địch của mình. Ở Lakers, Melo tuy là dự bị, nhưng anh là một dự bị tầm cỡ ngôi sao. Vị trí này được anh nâng tầm hơn hết. Với cầu thủ sinh năm 1984, làm những gì tốt nhất cho đội bóng luôn là ưu tiên hàng đầu, Russell Westbrook từng chia sẻ với người đàn anh.
Từ cú điện thoại mà tôi gọi cho Melo để rủ anh ấy về với thành phố Oklahoma khi anh còn thi đấu cho New York, cho đến nay Melo vẫn luôn sẵn lòng làm những điều gì tốt nhất cho đội bóng. Melo trong sắc áo vàng tím tỏ ra cực kỳ thích hợp với ngôi sao có mặt tại đây. Ba siêu sao hàng đầu của đội, Westbrook, LeBron và AD, là những cầu thủ có thiên hướng ghi điểm ở khoảng cách cận rổ. Khi ba con người này tập trung toàn lực để xuyên phá hàng trong, tất nhiên sẽ để lại khoảng trống mênh mông trước mắt cho Carmelo Anthony thoải mái bắn phá từ xa. Melo bước vào sân và trình diễn thứ bóng rổ rất đơn giản mà hiệu quả vô cùng. Anh trả lời phỏng vấn như sau: "Tôi nghĩ với lúc này cá nhân tôi chỉ cần chuẩn bị tâm lý dù cho trước mắt có là chuyện gì đi nữa, và phần còn lại cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Bóng rổ không quá phức tạp. Nếu bạn đang trống trải, cứ việc ném. Nếu không trống trải thì tự tạo ra không gian cho mình và cho các đồng đội. Tôi càng đơn giản hóa lối chơi thì trận đấu sẽ càng trở nên dễ dàng vô cùng, nhất là khi tôi ở giai đoạn này của sự nghiệp." Với số phút thi đấu giới hạn, Carmelo Anthony có thể giữ sức cho giai đoạn sau ở trận đấu. Đồng thời, lão tướng này sẽ tránh bị khai thác ở mặt trận phòng ngự khi đây là điểm yếu chí tử của anh ngay khi còn là một tân binh. Và khi bước vào giai đoạn cần sự lạnh lùng, Lakers sẽ đáng sợ hơn bao giờ hết khi có mặt lão tướng này ở trên sân. Tìm đâu ra một cầu thủ dự bị có khả năng kết liễu một trận đấu như Melo cơ chứ? Các đội bóng còn lại hẳn đang rất tiếc nuối vì đã bỏ quên anh suốt một năm trời. Thế nên mới có câu phong độ là nhất thời và đẳng cấp mới là mãi mãi. Melo lúc này biết giá trị của mình ở đâu. Và khi nhìn qua Dwight Howard, người cũng từng là All-Star lừng lẫy một thời, đã chấp nhận ngồi ghế dự bị tại Lakers và trái ngọt là chức vô địch anh hàng hào ước. Trong quá khứ, các huyền thoại cũng giành được chức vô địch khi chấp nhận vai trò dự bị của mình, tiêu biểu như MVP Bob McAdoo của Showtime Lakers giành chức vô địch năm 82 và 85. Hay huyền thoại của ba lá Bill Walton và cựu MVP có được chức vô địch, đồng thời ẵm luôn danh hiệu cầu thủ dự bị xuất sắc nhất năm 1986. Melo của hiện tại chọn gia nhập Lakers của người bạn thân LeBron James. Đây là điều mà cách đây 10 năm anh từng từ chối vì không muốn thi đấu phía sau cái bóng của người anh em cùng khóa. Anh chọn gia nhập Lakers, đội bóng mà cũng chính anh khước từ lời mời của Kobe Bryant năm xưa vì một rừng không thể có hai cọp. Những người yêu mến Carmelo Anthony cũng rất mong muốn anh có thể đạt được thành tựu lớn nhất đời cầu thủ. Carmelo Anthony cũng giống như một loại rượu vang, thời gian chỉ làm tăng thêm chất lượng. Và tin chắc rằng với các fan của NBA trung lập đều muốn chặng cuối sự nghiệp của Carmelo Anthony sẽ có một cái kết thật viên mãn để khép lại một câu chuyện đầy thăng trầm của một trong những tiền phong xuất sắc nhất NBA thế kỷ 21.